Thế mặt chú ở trên Facebook là lên đấy là dạy người lọ người kia cách bịp bợm đúng không? Chú có tài thì chú dám va mấy cái thằng cờ bạc mấy chục năm như anh đi không? Không, lên đi câu view mấy cái thằng trẻ con chứ ông tài giỏi gì không dạy ai. Cô dám không cái gì này, không dạy người ta. Tôi lên mạng ấy là tôi chia sẻ những bây... thứ tôi biết cho những người không biết, còn tôi chẳng biết thằng béo là cả. Ông đến đây ông thách thức tôi á. Ông biết mẹ không chia sẻ. Nếu như mà anh mà biết chú là ai thì anh bọn anh đã đéo đến đây. Bây giờ ngày hôm nay bọn anh đến đây để thách thức chú là có dám va bọn anh một xét không? Thế là một xét, không biết chứ 10 xét thằng này cũng đã va, đừng có đồng này. Không có tiền không? Tiền hay là chỉ có 3 đồng lẻ này? Đâu, cái này chỉ là gì thôi, còn tiền em có phải no, tiền của anh không thiếu. Chứ còn căn bản là em có ăn được hay không thôi. Thế chứ? Này, mà đéo dám chơi thì nói mẹ thôi chứ, ông có tiền đâu làm đéo đi. Nhưng mà tôi nói với ông này, ăn được hay không ấy, thì các ông nhìn vào đây này, bát đĩa nhá. Mình này, không nói nhiều mình. Này, cũng đéo mà nói nhiều không đâu, này. Bây giờ như này nhá, sóc này tôi có dám đánh không? Tôi có dám đánh không? Đây, mặt nẻ đúng không? Nẻ đánh đâu? Chẳng trong. Tôi nẻ là có 3 đồng này à. Thì cứ mở lên rồi ra vào à, có thế rồi. Tôi 10 lần tôi này nữa tôi cũng dám đánh. Tôi đéo cần biết nhưng ông có dám đánh ăn không? Sao ăn thì mở lên. Mở cái lên này, ấy, này tôi cầm tiền trước của công này. Mở đi anh. Này không về sắp đôi. Để cho tự mở. Cái này không về sắp đôi tôi không mà xuất hiện trên mạng để công nhìn thấy. Chắc chưa? Chắc chưa? Này quá chắc chứ còn gì nữa. Ui giời. Ui giời. À chết rồi. Thằng này dùng bát hình. Anh lấy bát ra. Thằng này đưa bát mình vào là thằng hết vị. Cái bộ này mày rất được không? Không còn tiền không? Ủa giờ đừng, cứ bình tĩnh, tiền không thiếu đâu em ơi, bình tĩnh thôi. Không tiền thì gạch kìa. Đây, anh vẫn phải bát hình 100% anh còn nữa không? Còn tài khoản. Bây giờ bát đĩa của ông đúng không? Rồi. Tôi nói cho con biết này. Là bát của ông, đĩa của ông đúng không? Công nhìn này, cái bạc của tôi này. Đánh bạc không nhìn thì nhắm mắt vào nhi. Thế tôi hỏi ông là bây giờ công dám đánh không? Bây giờ như này nhá. Nghe mồm anh này, bây giờ tiếng bạc này nẻ anh đánh cả tay. Dám ăn không? Thế còn tiền không? Này, riêng này, hai công nhá, này, chẵn còn chỗ này. Còn về quê này. Chả, anh vội thế, từ từ ăn ra. Bây giờ như nào? Thế tự yên giờ lỡ nó 10 triệu đi. Lỡ 10 triệu đánh vấp nữa. Thế tiền rồi. Chuyển khoản đánh mà cái gì? Đánh vào chuyển khoản cứ yên tâm. Tài giỏi nhưng tôi chỉ sợ công đéo có tiền thôi, công đéo đánh bạc. Tôi không bao giờ thiếu 10 triệu nhá. Không phải sợ. Sao em đánh đâu? Ông dám đánh không ấy? Tiếng này đấy, là mà không phải chặn tôi nói lại nữa này. Không phải chặn đấy, thứ nhất là không mở tôi thuyện cho mạng, thứ hai tôi cho ông hết gấp 10 lần cái này lên. Thế bây giờ thống nhất như bán này. Bán nhà cho mày 50 triệu nữa tiền chủ khoán. Nhận không? Luôn là cái loại ông là không nợ tôi 7 triệu ấy, à không nợ 70 triệu ấy. Thì này. Mở mẹ nên chưa biết ai nợ ai đâu. Cái đống này này, công có thời gian chưa? Cứ đặt vào. Tôi nằm cả vào chặn này, tiếng này không phải sắp đôi ấy. Không phải nhìn tôi trên mạng đâu, nói nó nhanh. Chùa đó cái bát này. Bán này, không bao giờ chơi nữa này. Ôi giời ơi. Ôi giời. Anh sóc kiểu đéo gì vậy? Bắt đĩa nhá, bắt đĩa công nhà vào mà đi công nhưng mà, chưa? Nhưng mà chỗ tủ của anh. Nhưng mà sao? Là nếu như bây giờ bát đĩa như này thì tại sao ông biết được bên trong bát hay là ăn may? Ăn may theo không? Còn bao tiền công bơi hết vậy? Bây giờ tiền năm à? Cứ bình tĩnh, bây giờ tiền năm thì ok, chúng tôi sẽ gì giải quyết. Nhưng bây giờ trước mắt là tại sao ông lại biết được hay là ông ăn may? Ông này, ăn nhiều lắm không? Công non và xanh lắm, thể hiện cái gì ở đây? Sao bổ 15 cái gì này? Cái đơn giản như cục dung này tôi đeo trên người là tôi biết chắc nẻ rồi. Công bổ thể hiện 10 năm đánh bạc công. Cả đời công chỉ có đi nó báo kiểu gì? Báo cái gì ở này? Cái cục dung này thì bây giờ cứ không dung là tôi đánh chẵn mà dung một phát tôi đánh nẻ. Có cái gì đâu này? Công rốt lắm, bát đĩa công đúng không? Ừ. Này, tôi sóc cho ông nghe này. Cục dung rẻ đây tôi đặt xuống này. Đúng không? Không dung mà nằm cả người và sắp đôi chứ có cái gì đâu. Vạch cho mày nhìn. Ừ, sắp đôi thật đúng không ạ? Cái gì này? Có cần lẻ thì sao? Này, lẻ thì nó lại là một dung này. Nhìn công nghe cục dung này. Đây cục dung này này. Thế có một dung không? Ừ. Thế cơ sóc lên nữa. Tôi hỏi ông có bao nhiêu tiền nữa. Nhưng mà tại sao nó lại cục dung nó lại dung có cái gì để mà nó dung? Thì tất nhiên nó phải có rồi này. Cái gì? Tôi nói công này. Cái ví này ấy, công cầm được một cọc tiền này không bằng cái ví này là đựng 1 tỷ ở trong này. Tỷ đâu? Tỷ đâu? Địt mẹ mấy cái đồng tiền nẻ được ông cái trò trẻ con nhỉ. Cái tờ tiền nẻ này đấy nó chỉ là cái tiền chè thôi được chưa? Nhưng mà 1 tỷ nó là nằm ở đây. Đâu? Đây là 1 tỷ đây này. Nằm trong cái thẻ này. Cái gì đây? Cái này là 1 tỷ là cái này nó quét quân vị thì nó báo được vào đây cơ. Đâu? Lon mà xanh lắm. Chưa quét như nào? Cũng đúng tại sao nó biết được cũng đúng thôi. Đó bây giờ thế nào? Thì vẫn như lúc vừa đấy. Quét là như thế này, lẻ thì nó là một dung đây. Đây cục dung này bật lên thì để vào đây này nó dung nó kêu này. Lẻ thì là một dung này, các ông nhìn thấy chưa? Rồi. Còn nếu mà về tứ tử thì nó là hai dung như thế này này. Ai nghe thấy chưa? Còn nếu mà sấp đôi tại sao tôi đọc được sấp đôi đọc lẻ sấp đôi thì là 100% đặt là nó không dung này. Công còn phải sóc thử nữa không? Ôi trên này thì mẹ thua hết rồi còn sấp thử cái gì? Non và xanh lắm đấy thì còn thể hiện 10 năm đánh bạc cơ mà.
cái này thì anh em mình không, bây giờ không bán cái này không, nhưng mà cái này ông có bán không? Tôi nói thật công nha, công mất số tiền này là xứng đáng rồi, công hiểu chưa? Còn nói thật là giam ba cái đồng tiền bịp bợ mà tôi không thèm giá lại cho công. Còn cái chip này ấy, công mua ấy thì tôi để lại cho hỏi chưa? Nếu lên đồ cũng... chuẩn thì kể cả tương đây tiền thì đeo mẹ thứ ba thứ ba thì gỡ chứ có gì. Nói thật là tôi chỉ bán đồ lấy tiền thôi chứ còn giam ba cái đồng này tôi giả nhá. Rút kinh nghiệm, đừng đi thách thức một ai cả. Rồi. Công đi thách thức ấy, công chỉ cần bè tay không thôi. Ông bảo là bây giờ trên mạng biết chi đâu được, bây giờ nó như thế, bây giờ nó bán đồ xa xải thế, thằng nào như thằng nào, nhưng mà ngày hôm nay đến đây là nó xử với ông là ok, ông rất là ok. Đấy là anh em mình thôi, cứ giao dịch bộ này thôi, anh em mình thì nói thật sự thế bây giờ để lại sau quen này bao nhiêu giá bao nhiêu nào mà tôi đấy đây là trước lạ sau quen, anh em toàn người trong nghề cả nhá. Thôi còn bây giờ uống nước đã rồi tính, uống nước đã rồi tính nhá. Còn nước, nhà không nước này là nhà không có nước thì nước thì từ đây lấy đồ này thì tôi cứ để cho bộ này về mà chơi hiểu chưa, có thế thôi. Thế là để bọn tôi bộ này đi.